Thực ra thì cái hướng dẫn tu tập á, thì thầy thầy giảng rất là nhiều bài, rất là nhiều bài bài giảng trong pháp thoại á, để nghe cho nó rõ tường tận nhiều nhiều cái phương diện, nhiều vấn đề đó, thì nên nghe trong pháp thoại là chính. Còn cơ bản á, thì Đức Phật dạy là thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tu là như vậy thôi. Trong ngay trong đời sống hàng ngày của mình thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn tức là mình luôn là nhiệt tâm và luôn là nghiêm túc, dù là làm cái việc gì đó mình cũng phải làm một cách hết lòng. Thì đó là tinh tấn. Còn chánh niệm á, thì mình phải trọn vẹn với là cái việc làm đó. Mình làm cái gì thì mình trọn vẹn cái việc đó. Trọn vẹn tức là tâm mình không có phân tán đi chỗ khác. Thường thường mình làm một cái việc này nhưng mà cái tâm mình là nó lại chạy đi chỗ khác. Thì cái tâm mình phải trọn vẹn trên cái việc đó. Ví dụ như đi trong đời sống hàng ngày mình không phải là ngồi một chỗ mà là hoạt động. Khi thì đi, khi thì đứng, khi thì ngồi, khi thì nằm, khi thì ăn uống, khi thì tắm rửa, rất nhiều cái hoạt động trong đời sống. Thì trong cái hoạt động nào đó mình cũng là hoạt động một cách nghiêm túc. Nghiêm túc tức là mình không phải là mình làm mà cũng như không làm, mà làm một cách lơ là, mà là làm nghiêm túc. Đó là tinh tấn. Còn chánh niệm tức là khi mình làm thì mình trọn vẹn trong trong đó. Ví dụ như mình đang đi thì phải trọn vẹn biết mình đang đi, thì cái trọn vẹn đó là chánh niệm. Còn mình biết rõ là mình đang đi như thế nào, đang ngồi như thế nào, đang ăn như thế nào, thì cái đó là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là rõ ràng biết rõ đó. Thì ba cái yếu tố đó đó là ba cái yếu tố mà có thể nói là những yếu tố xuyên suốt trong cái việc tu tập của mình. Bây giờ một người không cần đọc kinh sách gì nhiều, không cần làm gì hết á, mà chỉ cần là những cái trong cái đời sống hàng ngày, sinh hoạt mình mà thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là tu. Có người đó họ mới hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, không lẽ tu chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi sao? Sao ít quá vậy? Thì Đức Phật ngài nói là chớ có nói vậy. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ mới là nhiều đó, chứ không phải là ít. Bởi vì người nào mà sống mà bắt đầu ứng dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì sẽ thấy rằng là đúng là rất nhiều. Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền thì một ngày nhiều lắm mình ngồi được 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, nó từng giây từng phút từng khoảnh khắc lúc nào cũng phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu không là mình quên mình mất. Vì vậy cho nên nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mới là nhiều. Chứ cho dù có ngồi thiền định thì cũng chẳng ai mà ngồi thiền định mãi được. Đó. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì là lúc nào cũng phải phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, giống như Đức Phật ngài ví dụ là một cái người người tự tù bị đưa ra pháp trường, không có ngồi xích lên. Bị đưa ra pháp trường thì bây giờ là người ta xích xích cái bàn vua chút, thì nhà vua đó mới mới cho một cái đặc ân là nếu mà bưng một cái
một cái tô nước. Đó, nếu mà mình bưng một cái tô nước từ nơi cái nhà tù nó đi ra pháp trường mà không đổ một giọt nào đó, mà lấy một cái tô nước đầy mà đi ra mà không đổ một giọt nào đó, thì sẽ tha xa tội chết. Thì bây giờ người đó phải làm sao? Người đó phải là đi là phải nghiêm túc, phải hết lòng, chứ còn không thể mình lơ là một chút là không được. Đó thì không lơ là chính là tinh tấn. Đó. Rồi á, là mình phải trọn vẹn với cái đi đó, trọn vẹn biết biết rõ cái trọn vẹn đó là chánh niệm và biết rõ đó là tỉnh giác. Thì cái người đó phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chứ không có cách nào khác. Người đó mới mới có thể là bưng cái tô nước đó mà đi ra tới pháp trường mà không có độ. Thì đó là cái ví dụ để mà thấy là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, không bỏ sót một lúc nào. Mình có một cái lúc nào đó mà ông ta nghĩ đến cái chuyện gì khác, cái không biết vợ mình ở nhà mình chết rồi, vợ mình sao đây, con mình sao đây, là coi như là rớt nước liền nước sao đúng không? Ông phải tròn vẹn vào đó. Thì khi mình sống á, mình sống là mình phải tròn vẹn từng khoảnh khắc. Khi lúc đó cái thiền mới là thực sự, hay là tu mới là thực sự là tu cả đời mình, tu từng khoảnh khắc, chứ không phải là lúc này tu rồi khi nào có khóa thiền mới tu, còn ở nhà thôi khỏi tu thì cũng được, mà là phải tu từng khoảnh khắc trong đời sống thì mới được. Đó. Thì thầy á, là thầy thầy dùng cái từ cho nó đơn giản hơn, dễ hiểu hơn là thận trọng chú tâm quan sát. Đó. Thì trong cái tu á, là nó có gồm có giới định tuệ. Khi làm một cái việc gì mà mình thận trọng á, thì cái việc làm đó nó mới giảm thiểu cái mà hại mình hại người. Thí dụ như cái người đó lái xe mà thiếu thận trọng rồi là tông chết người ta, thì như vậy tức là hại người rồi nè, chết người ta là hại người rồi nè, xe mình hư rồi là hại mình nè, rồi bị ở tù nữa là hại mình nè. Tức là thiếu thận trọng là hại mình hại người. Đó. Mà giới là gì? Giới là không hại mình hại người. Định định là sao? Chú tâm trong lúc đó, đó mình chú tâm vào cái thân tâm mình. Chú tâm vào thân tâm mình lúc mình làm cái gì đó, ví dụ như là khi mình đi thì chú tâm á, là chú tâm vào toàn bộ cái thân đang đi đó. Hay là khi 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 đang đi đó như thế nào thì mình đều biết biết rõ. Thì cái đó là đều đều là chú tâm trọn vẹn, thì đó là gọi là chú tâm và quan sát. Quan sát tức là mình đi, ví dụ như mình lái xe mình cũng phải quan sát, đi thì mình phải quan sát, chứ đi mà không quan sát ra thì vấp té hoặc là đạp gai gây ra nhiều tai hại cho mình đấy, là hay là tai hại cho người khác. Thí dụ như mình đạp gai thì cũng phải là tai hại cho mình không? Mình đạp gai rồi á, cái thì là phải người nhà lo lắng, rồi là phải đem đi nhà thương, rồi bác sĩ là phải phải mệt vì cái chuyện đạp gai của mình chứ này, thì hại mình nhưng mà là cũng hại người. Do đó nếu mà mình thận trọng chú tâm quan sát, thì cái thận trọng chú tâm quan sát á, là một cái hoạt động tự nhiên. Khi mình làm cái việc gì á, thì đòi hỏi thận trọng chú tâm quan sát, nhưng nhiều khi á, là mình lại có cái mình thấy mà mình cần á, thì mình mới thận trọng chú tâm quan sát, còn không thôi cái mình bắt đầu ngồi thả tâm lung tung đăng xăng đủ thứ cho mình hết cái thận trọng chú tâm quan sát. Chứ còn á, bây giờ mình đang đi thì cũng thận trọng chú tâm quan sát, nhưng mà khi ngồi xuống thì
thật cũng thận trọng chú tâm quan sát khi ngồi, khi ăn, khi uống, khi làm tất cả mọi chuyện gì ấy, để mình cũng đều thận trọng chú tâm quan sát. Đó là cách tu rất nghiêm túc và cũng đồng thời nó rất đơn giản, rất tinh tế mà rất đơn giản. Tức là vì sao gọi là đơn giản? Đơn giản là bởi vì mình không phải theo một cái phương pháp, không phải theo một cái nguyên tắc gì của ai hết trơn á. Mình cứ ngay nên mình thấy thôi. Chứ mình khỏi phải nhớ là không biết ông thầy ông dạy cái gì, không biết cái phương pháp ông thầy mình đã làm đúng chưa, không cần như vậy. Tại vì mình đúng hay không mình tự mình biết này. Chứ mình không lệ thuộc vào cái ông thầy, là cái phương pháp thiền của ông thầy. Cho nên mình hoàn toàn là tự do tự tại. Là chỉ có là mình có nghiêm túc, trọn vẹn và sáng suốt, biết rõ mọi cái hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc, của trạng thái, thái độ tâm. Mình có nghiêm túc thấy ra tất cả những cái đó hay không? Mình có nghiêm túc thấy ra là mình quan hệ với cái bạn bè, quan hệ với hoàn cảnh xung quanh như thế nào, những cái đó nó có trói buộc mình hay không? Nếu những cái mà cái bên ngoài mà mình quan hệ đó đó mà nó trói buộc mình đó, thì đó là thì đó là cái mình thiếu cái nghiêm túc, thiếu cái tu tập trong đời sống hàng ngày của mình. Thật ra cái tu tập này á, không phải tu tập để làm cái gì cả. Mình đừng có nghĩ rằng mình tu tập này để mình sẽ lên niết bàn, mình lên trên thiên đàng, mình lên trên cõi Tây phương, Bắc phương, Đông phương gì cả. Mà tu tập để thấy ra chính mình thôi, chứ không có gì hết đó. Mình không thấy ra chính mình thì mình mới là nói năng suy nghĩ, hoạt động, tất cả những cái hoạt động của mình nó sai lầm. Không phải tu để mà tới niết bàn, mà tu là để thấy ra mình thân khẩu ý ra sao, có tham sân si hay không, có bạc ngã hay không, nó phải tự thấy ra mình chứ không phải để lên niết bàn. Mà khi mình thấy rõ hết tất cả mọi cái và mình không còn, mình đã thấy ra tất cả cái gì trói buộc, cái gì che lấp, mình thấy ra hết rồi, mình không còn bị chi phối nữa, thì là lúc đó là niết bàn. Chứ niết bàn nó ở đâu? Đó là vắn tắt tu tập là vậy đó.